Dạ vâng, mến chào quý anh chị em, chào mừng quý anh chị em quay trở lại kênh Xe đẹp giá rẻ xe đẹp mỗi ngày nha quý anh chị em nha. Đấy, hôm nay thì Toyota Bình Dương tiếp tục lên sóng review báo giá và cũng như là giới thiệu đến nhà mình một sản phẩm gọi là siêu hot luôn, Innova 2012 phiên bản AT số tự động. Mà chiếc này em khẳng định là nó đẹp nhất nhì Sài Gòn cả nhà. Nó đẹp là tại sao? Đẹp ở đây không phải là độ, mà đẹp ở đây là cái chất xe đẹp, từ chất cộp, từ máy móc, từ khung gầm. Đấy, xe này là máy zin, ốc vàng cò chưa ra, khung gầm chưa dặm một giọt sơn. Đấy, xe cực kỳ đẹp luôn quý bà con. Đấy, xe thì chủ nhân của nó khá là yêu chiều khi nâng cấp cho nó một bộ mắt rất là đẹp. Đấy, cả nhà thấy không? Bộ mắt LED Audi nè, đó, nhìn rất đẹp. Bi gầm nè, đấy, bi cầu hết nè. Đấy, cả nhà nhìn đẹp không? Đấy, bi gầm nè. Đó, nhìn rất là đẹp, rất là ngầu nha. Còn LED Audi nha quý bà con nha. Rồi, hệ thống gương của nó là gương kính cụp điện nè. Chủ nhân của nó độ lên là gương kính cụp xòe, camera 360. Ừ, đây, lên xe cho quý bà con. Đó, quý bà con coi không? Xe chạy chuẩn là mới có 89.000 thôi nha. Đó, camera 360 nè. Cả nhà thấy chưa? Camera là 360, the start top nè. Đó, the start top nè. Vô lăng nè, cả nhà coi nè. Trời ơi, nó đẹp. Vô lăng zin theo xe nha. Ở đây không nói hàng độ, hàng chế nha quý anh chị em nha. Tại sao em nói đẹp nhất nhì Sài Gòn thì cả nhà cùng em đánh giá nè. Ừ, cái vô lăng nè, nó đẹp như thế này nè, chưa giảm miếng sơn nào nha, zin theo xe nha cả nhà. Đấy, gai vân sần nè, hệ thống gương là gương kính cụp xe. Đây cả nhà coi công tắc của nó đây. Đây công tắc của nó nè. Đó, tự động nó cụp vào. Cả nhà thấy chưa? Đó, rồi bắt đầu mở đây nè. Ừ. Đó, cả nhà thấy chưa? Trời ơi, nó quá đẹp luôn cả nhà ơi. Củ số nè, Toyota ban đêm là có điện chạy đẹp luôn nè. Quá đẹp luôn quý bà con. Đấy, đẹp chưa? Ngất ngay con gà tây luôn, không còn gì đó bàn nữa nha. Em xin tắt máy nè, để em xuống em review nè. Quá đẹp luôn, 2012 thôi, phiên bản AT số tự động nha. Đấy, vàng ghế là zin theo xe hết luôn nha quý bà con nha. Nè, đó, vàng ghế zin Innova theo xe nè. Đấy, Innova nè, da bò chứ không phải là da Simili nha. Đúng đời 2012 phiên bản G nha quý bà con nha. Quý bà con coi cái gai phân tắp bi của nó nè, đẹp miên man. Trời ơi, quá dễ mang kìa bà con. Lâu ngày mới gặp được một chiếc xe đẹp gì. Đó, 212G số tự động nha, đẹp. Em nói thôi cho khỏi nói luôn, lớp mới cả vàng. Xe nhà dầu nè, xe này là xe nhà dầu quý bà con. 2012 nha, dán full phim cách nhiệt, xe máy móc nguyên zin, ốc vàng cò chưa ra, cam kết bằng văn bản nhà mình là không thủy kích, không ngập nước, không gì hết. Phát hiện sai em gửi full tiền ba nhà mình đi chích hãng, chích thầy thợ ghe ra thoải mái luôn. Quá đẹp luôn quý bà con, 2012 nha. Lớp mới, đăng kiểm mới nha quý bà con luôn. Về là sử dụng nè, lớp 5 cái mới tinh luôn, 5 cái lớp mới tinh. Ừ, đăng kiểm nó tháng 1 2025 nha quý bà con luôn. Ba cái nóc đồ chơi nè, hệ thống camera 360 nè quý bà con. Có cái hốc lớp của nó nè, ghiền chưa, ghiền luôn chứ không có còn cái gì nữa mà nó quá đẹp luôn. Phim cách nhiệt đồ là full đó, keo sùng chỉ là miếng bạc đó, tắp bi cửa nè, nhìn đẹp không. Ừ, vô lăng nè, rồi ghế da nè, đúng ghế da bò là lâu ngày nó có rạn vết chân chim mà nó zin nguyên bản luôn nè. Ừ, bát bản lề nè. Ừ, cả nhà thấy chưa, để chưa, một chiếc xe mà nó phải đẹp như thế đó mới gọi là xe. Ừ, cả nhà coi keo sùng chỉ của nó nè, ốc chưa rắc lê nè. Đói, nó xe nó đẹp như thế này cơ mà quý bà con. Gai vân của nó nè. Đó, xe này mà chơi là chỉ có ganh tị mới chơi thôi chứ không có cái gì nữa mà chơi nữa. Quá đẹp luôn, trần nỉ bọc ni lông nè, 8 chỗ ngồi rộng rãi, phiên bản AT số tự động, nó không có taxi, nó không có dịch vụ của bát bản lề nè, mới keng đi keng xịu nhanh, keng núm bật đằng sau này, lớp cao su non nó mẹ nó vẫn còn nè. Nè cả nhà biết rồi, lớp dày nè. Rồi, còn cái lòng bọng què của nó nè, bà con có lòng bọng què của nó để chưa, để chưa. Đó, còn cái bô của nó nè, chưa rỉ nè, cái mẻ số trên sắc xi vẫn còn luôn nè. Là cả nhà đủ cảm nhận cái vỉa cộp của nó như thế nào nha. 2012 phiên bản G số tự động nha quý bà con nha. Màu ghi bạc nha. Nay mai em có một con số tự động đời 2012 màu vàng cát nữa, đang cặp bến nữa.
đó, bà con coi nè, đẹp chưa, mẻ ụ cầu nè, xe như thế này gọi là đủ cộp cho quý bà con, đó, xe như thế này để coi đủ cộp chưa, đủ chất cộp chưa, xe này bà con đừng bỏ qua cái sản phẩm này nha, thực sự nó quá đẹp luôn, full đồ chơi, máy móc nguyên zin nguyên bản, 100%, ốc vàng cò chưa đây, xe này sự nó quá đẹp luôn quý bà con ơi, thật sự nó quá đẹp, cuộc đời em làm xe lâu lâu mới mua được con xe đẹp như thế này, chứ không phải như ngày nào cũng mua được đâu quý bà con, ốc cây bồ chưa ra nè, ốc cây bồ nè chưa mở nè, đó keo sùng chỉ của nó quý bà con coi nè, đó ốc cây bồ đẻ cho, nhìn một cái là yêu liền, không còn gì đó bàn, quá đẹp luôn, còi báo động nè, đấy còi báo động security nè, hầm máy của nó nè. Quý bà con coi nè, trời ơi nó sáng bưng rồi mấy ơi, nó đẹp đấy chứ, phanh này bớt nè, chống phanh bớt cứng nè, khung dặn khung xương của nó nè, bấm điện nè, mút kích nước nè, còn nguyên zin theo nhà sản xuất luôn nè, mút đầu nè, đó quý bà con coi đẻ chưa, trời ơi xe mà nó đẹp dữ dằn này trời, đi gì mà đi không đi mà nó giữ gìn chiếc xe dữ vậy ta, thiệt cho nó đẹp ghê trời, ốc vàng cò nè, ốc vàng cò còn nguyên nè, 22 đó, coi cái vàng ốc bô của nó nè, nó đẹp như thế này thì còn gì đâu bạn đâu quý vị, nhớt mới thay 100% chưa chạy nha, bảo hành máy số 12 tháng nha, đó, cái nhà coi đi, ốc ép rồi nè, rồi, siêu cộp 2012 ET bên em chào bán 345 triệu, ba rút hồ sơ, quý khách hàng tới mua mâu may mắn thì bên em sẽ bớt lọc lấy cho cả nhà, quan tâm alo trực tiếp số điện thoại 0972 147247 nha, 0972 147247 kết nối Zalo giùm em.